Ryan ơi, con thích tóc dài hay là tóc ngắn, hay là mình đi cắt hay là để tóc này? Cắt tóc muốn để tóc dài. Ủa nhưng mà mẹ thấy tóc này đẹp mà. Anh không thấy. Con không thấy đẹp hả? Dạ. Sao vậy? Dạ, anh không biết chứ. Anh không thích tóc mẹ, anh không thích. Con không thích tóc này hả? Con thích tóc ngắn hơn hả? Sao mẹ thấy tóc này đẹp trai quá vậy ta? Có lẽ là mẹ tóc này đẹp hơn á anh ơi. Không có đâu. Anh không có đâu mẹ. Ý là con nói tóc dài này không đẹp trai hả? Dạ. Không đẹp trai thì sao? Thì mình gửi đi cắt tóc. À, không đẹp trai thì mình phải đi cắt tóc. Mà cắt tóc đẹp trai để làm gì? Những khen người ta khen. À, để cho người ta khen mình đẹp trai á hả? Trời Đông đông ơi. Bà con chú thấy không? Bày đặt cắt tóc đẹp trai là để cho người ta khen. Mà ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú có thể nhìn tóc này không? Bà cô chú thấy đẹp không? Hay là cắt tóc ngắn lên? Anh nói là anh không thích tóc dài, anh nóng. Anh thích cắt cho nó đẹp trai. Nhưng mà mẹ thấy tóc này quá đẹp. nóng quá mẹ. Ok, kêu ba dắt đi cắt tóc nha. Ơi thì theo yêu cầu của anh thì anh đòi đi cắt tóc, tại vì anh nói là nóng được, tóc dài quá anh không chịu đựng được, ghê mà cô chú. Rồi sáng giờ tránh cũng tranh thủ tránh đóng cao tỏi phùng kỳ với lại trà nhóm tương cho bà cô chú mình ở Xuân Bang. Xong rồi đúng rồi, à, tóc dài ba là con biết nóng. mà, thì bây giờ mình sẽ dẫn nó đi cái tiệm quen thuộc mà hay chắc là chết rồi. Chắc phải đợi rồi. Đợi lâu không em? Làm đi Bạn bán nào không hết con? hả? Trời đợi rồi, bánh tét bao nhiêu mà đòn? Bà 20 con dạ. 20 lấy thử đòn thôi. Nhân thịt với nhân gì cô? Hả? Nhân thịt không hả? Cô có Không, nhân nhân chuối thịt có không? nhân chuối nữa. Một đòn thịt đi. Dạ. Ủa vậy cô đi bán vậy hả? Là cô đi xe bus á. Đi nãy giờ ta đợi xe bus 2 tiếng hồ mà nó tìm vô đây. Rồi có ở nhà cô ở đâu? Ở sân cà phê rồi. Sân cà phê mà đi xe bus đi vòng vòng bán luôn. Rồi có số điện thoại không? Thế phải không? Rồi 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 con lấy chỗ này với cái cách bán nhau cô. Cái lấy con 10 cái đi. Cô ủng hộ nha. Chứ còn ít ăn là ăn vặt lắm. Đang đang hỏi ở trong tiệm mà nghe cô vô rao là bánh tét bánh ít không? Cô có mua không cô? Cô ủng hộ cho cô nè, lớn tuổi rồi mà đi bán. Mẹ có lấy ở này nè. Dạ không, lấy một cái thịt ra hay chồng con ăn chung cái thịt. Với lại 10 cái bánh gì đó. Dạ 5 dừa 5 đậu đi cô. Mua cho cô. Bánh ngon rồi, con mai mốt con này con gọi điện con ủng hộ. Đây. Ok luôn. Trời đất ơi. Bánh này là cô tự làm hả? Cái chú không có con này đang mua hoài hả? Cô đi vô lại nó mua, cô đi vô lại nó mua. Dạ. Con thấy cô trời ơi quá. Lớn tuổi đi bán thấy đường quá, thấy đường lắm luôn á, tự nhiên thấy đường. Cảm ơn con. Của con nhiêu cô tổng là? Được cô 50 luôn đi. 40. Hơn. Con gửi cho cô thêm tiền bít. Trời ơi, thì người con gì? Có bánh lá dừa nè. Trời ơi, con Cảm ơn cô. Con còn trẻ, con còn khỏe, con còn làm ra được. Con gặp cô rồi ạ. Mua ủng hộ nha cô. Gửi cô đi xe buýt nha. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn cô nha. Việt Nam, người Việt Nam với nhau. Cái cô kia ăn không? Để con hỏi thử. Con dẫn con đi cắt tóc, con vô tình đi gặp cô. Dạ, dạ, ăn chào cô nha cô. Dạ. Thì tụi con cháu vô cắt tóc. Dạ, dạ. Chào cô nha. Không, bà chú ở đây là gương mặt đòi đi cắt tóc mà tới đây cắt cái khóc. Con ngồi im để cho bà cắt nha, để không trúng nha. Đó, giỏi quá. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha, giỏi quá. Con giỏi quá. Anh giỏi quá luôn á. Trời ơi. Giỏi ghê luôn á. Tóc ngoan ghê nè, đó, chưa? Lúc đi thì vui vẻ, lúc này thì khóc.
Không, bà cô chú ơi, do là chị Lam ở gần nhà mình lắm, chỉ có tách có 5 phút rồi nên là nãy chở ra đi cắt tóc. Nên anh Chánh thấy vậy anh điện thoại anh hỏi chị Lam ở nhà có buồn không. Chị Lam nó cũng đang ở nhà mình nên là anh ghé ngang qua chở đi vòng vòng ra mo chơi luôn. Chị Lam mua thêm đồ cho gia đình cho mấy đứa bé. Em đi chơi giúp bọn. Bón bự lắm hả? Rồi cả nhà bây giờ chị Lam chuyển qua đây á, nói chung là mấy có mấy ngày rồi nên chị tranh thủ chuẩn bị shopping về cho gia đình bên Việt Nam. Mua cho người lớn, đó, mua cho mấy bé. Mấy bé mua cho người lớn. Mình dẫn chị đi mua thì nói chung là biết chỗ nào đồ sale rẻ ngon, bộ rẻ thì mình dẫn chị đi. Đó thì mà đồ chất lượng đó nha bà cô chú. Chất lượng đó nha bà cô chú. Anh ơi anh, cái chân lạc đó con lại đây. Không phải chạy đi. Cái nào con? Con chị, cái váy đó đẹp á chị Lam. Váy này nè. Hôm nay là chị Lam thu hoạch được kha khá luôn. Của ai em? Cái này cũng của chị Lam. Của ra là bộ đồ bơi với hai cái bộ kia á. Đây anh đi được vài món nè bà cô chú ơi. Còn chị Lam thì khỏi nói luôn. Lần đầu đi là cũng hở một đống đồ hết. Đi du lịch chỉ có 2 tuần thôi nhưng mà đi mua đồ cho người thân gia đình thì hở quá trời luôn. Hình của ông bà cô chú mới cắt tóc xong. Hồi nãy con cắt tóc xong con không thích hả? Dạ. Sao vậy? Do con muốn để tóc dài. Muốn để tóc dài á? Có, bà cô chú thấy không? Hồi sáng thì nói là con muốn để tóc ngắn cho mọi người khen đẹp. Cái tưởng đâu là thiệt, đi cắt tóc á thì giờ con muốn để tóc dài. Bà cô chú ơi, thấy con cắt tóc có đẹp không? Ừ, bà cô chú ơi, bà cô chú có gì cho hình ý kiến nha, là hôm nay hình cắt tóc có đẹp không? Khá là đẹp trai bà, luôn. Ba đẹp hơn. Mấy lúc nào con thấy ba đẹp hơn hình á. Ba tự tin về nhan sắc của ba. Ba nói giỡn á, chứ hình là hình đẹp trai hơn ba nhiều ha. Đẹp tuổi, chứ đẹp trai ba được. Ba mới gọi là đẹp trai nhất vũ trụ. Vũ trụ là gì? Vũ trụ là thế giới hành tinh đó con. Vũ trụ là ngoài cái không gian nó có nhiều hành tinh gọi là vũ trụ. Nên anh biết sao không? Ba là chỉ có ngoài vũ trụ mới thấy ba đẹp thôi. Chứ ở đây là không thấy ba đẹp đâu. Chỉ thấy ảnh đẹp thôi. Ha anh ha. Dạ. Này mẹ gãi cho. Về mẹ tắm cho nó đỡ ngứa ha. Cái này là cái bánh gì thì nãy cô nói bánh gì ta? Cái đó hình như là bánh thì cũng gọi là bánh rồi chuối anh. Cái đó là cô tặng không bà cô chú? Ở bên Mỹ này á mà cô đi mua lấy cái này lấy dừa hết ta. Lấy dừa. Bánh dừa, ừ. Bánh dừa. Quấn nhưng mà em không biết nhân đậu hay là chú nhìn ha. Ồ, bánh đậu. Bánh đậu. Cái gì ta? Nhân chuối. À, nhân chuối. Nhân chuối. Ngon anh. Giống Việt Nam không anh? Ê xì lốc luôn. Dẻo nha. Có đậu. Hồi nãy gặp chị Lam á là cũng Thảo với anh Chánh cũng đưa cho chị Lam mấy cái á. Mà chị Lam nói là chị Lam lấy hai cái. Quên luôn. Đưa đồ chơi luôn. Không quên rồi. Không quên đưa đồ chơi cho cô Lam rồi. Mở em. Cơm đóng bánh. Cơm cá. Cơm mỗi. Ăn được, ăn ngon không cô chú ơi? Ăn được cái kẹo gì của anh cả. Cái bánh này cô làm bằng lá dừa luôn. Mà ở Mỹ lá dừa đâu có ta. Hay ha. Ừ. Chứ lại nãy đi mua cho anh được mấy bộ đồ nè, một chút mặt hè nè. Cái nếp đó cô làm đi cô. Được bơi cho anh. Cô xay ra hả ra. Cho ăn miệng vẫn dữ lắm. Chứ lại dớ chân. Dữ nghe mà. Ăn rất là thơm, rất là ngon luôn. Anh Chánh thì được cái là cái miệng của anh ăn nhìn ngon lắm bà cô chú. Nên những cái lúc mà múc băng đồ ăn là Thảo hay đưa cho ảnh, tại vì nhìn nó hấp dẫn. Miệng nhọn nhọn lắm bà cô chú. Mẹ nói ăn cũng mắc cười mẹ luôn á. À, nói ba con cũng mắc cười nữa đúng không? Hả? Quê ba nè. Em cũng không có quê ba người trước hết. Nó lấy mấy cục quê bà ha. Ăn được hai ba cái rồi, hai ba cái rồi.
chắc cũng có nữa mà anh là bụng đói á. Đói đó, nãy giờ cũng đang nói bụng, dứt vô một cái bụng bự. Anh bỏ rác vô con. Ngon. Giỏi. Bánh này kiểu như bánh ú vậy em. Dạ. Giờ mình lên đóng hàng anh ơi. Đây ok, bà cô chú anh mình đóng hàng về đây. Ok. Đóng vô. Chừng cho mình không hàng mình gửi nữa mình cũng được gì. Không giờ mà tại vì đa số là hàng thực phẩm chức năng đồ mang về đó phải nè. Nên là phải đóng luôn. Thậm chí cũng tí có làm ở Việt Nam, tí cũng có đi làm xe cũ để mua đi bán lại không cô chú, nên cũng có những cái món tùng á, mình cũng sẽ gửi về cho tí. Cái đó là anh để cho một cái thùng cho tí luôn đi, để nó không có bị để sao. Mấy cái này nặng lắm nào tàu chú ơi, mấy cái phụ tùng xe á, rồi mấy cái nhựa gì cho tí gửi về phụ tùng xe luôn nè. Ngồi xuống không để té đó, để đâu á. Ok, thì mình bà thuốc nè, kem chống nắng nè. Để mấy cái quần jean này em uống cho cái chai rượu này nè, nó không bể. Ở Việt Nam á, ở Mỹ á, một người đi Việt Nam tối đa xách được hai chai rượu nha bà cô chú. Đúng rồi, không thấy anh. Nếu mà bà cô chú đi về Việt Nam mà muốn xách rượu gì cho người thân á thì một người đi về được hai chai, không có phải vậy, phải bị hỏi hàng gì hết á. Cái này là thường phải mình uống trong quần áo để nó không có bị va chạm nó bể. Yeah. Lấy cái đó ra một tí rồi. Có bao. Đúng là con bông. Ui, mà hết hồn. Giật mình luôn á. Giờ mới dám bỏ thuốc vô đây.
cái do thùng xốp nó không có vừa mà có dấu, ngày mai là chắn phải đi mua thêm thùng, thì một thùng quy định là 23 kg thôi, hai đứa hai người thì được 4 thùng, đó. Nên là mình chỉ đóng được 2 thùng mà ông bà cô chú, còn lại 2 thùng thì mình mang giá đi mua rồi, dạ. Đóng cho nó xong luôn là hai em đi 4 thùng. Đó. Rồi, ok vậy thôi, để anh bưng qua kia anh dẹp ha. Dạ, anh dẹp. Cho nó gọn luôn ha, rồi xong em dẫn hết mấy cái này ha. Ừ. Dạ rồi, thì nãy giờ thì hôm nay là gia đình mình cũng quay một ngày sinh hoạt như thế nào, đi đâu cho ông bà cô chú xem.
Cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều luôn. Hẹn ông bà cô chú mình ở video tiếp theo nha. Rồi lại chào bà. Hello, bye bye ông bà cô chú. Con nhìn lên màn hình ông bà cô chú thấy con chứ? Chào bà ông bà cô chú. Bye bye bà cô chú nhiều. Bye bye. Ông bà cô chú nhớ cho gia đình mình xin một phút đăng ký nha. Bye bye.